thì một trong những chướng ngại lớn của người tu sĩ chính là thân kiến. Vậy sư có thể cho con cũng như các Phật tử khác phương pháp đoạn trừ thân kiến được không? Thứ nhất á, là cái vụ mà thân kiến này thì không riêng gì đối với tu sĩ mà cư sĩ, nói thẳng ra là chúng sanh. Còn phàm thì ai cũng sẽ có thân kiến. Nhưng mà nói là để mình bàn về cái thân kiến thì nó rất là dài dòng. Và để cho quý vị hiểu được thứ nhất là hiểu được thân kiến là cái gì, thế nào là sự chấp thủ thân kiến, thì sư đề nghị quý vị học kinh Căn Bản Pháp Môn, tức là cái bài kinh đầu tiên của Trường Bộ. Sư đã dạy bài đó rồi trong cái danh sách phá kinh Trung Bộ. Và cái phương pháp để diệt trừ thân kiến thì cũng đã có trình bày trong bài kinh số 2 của Trung Bộ, tức là kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Và bài kinh này thì sư cũng đã có dạy rồi trong danh sách phá kinh Trung Bộ. Còn nếu như mà nói một cách ngắn gọn thì đó là muốn diệt trừ thân kiến thì hãy thực hành theo Bát Chánh Đạo. Cứ thực hành đi, mà khi quý vị thực hành rồi thì quý vị sẽ thấy thân kiến là cái gì và mình cái cách để diệt trừ thân kiến ha. Đó là thực hành Bát Chánh Đạo. Và về vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Tường có ý kiến. Dạ, kính thưa quý vị, câu hỏi này Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là đầy đủ rồi, tại vì nó thật sự về tính chất câu hỏi này cũng không có gì là phức tạp. Vậy Đức trả lời rất là chính xác và cũng đầy đủ rồi. Cho nên cũng có lời khuyên là để hiểu đi, hiểu thì quý vị phải thực hành Bát Chánh Đạo, tức là giới định tuệ. Dạ, thì kết thúc cái câu trả lời. Qua câu hỏi tiếp theo.